Em muốn đi du học á, bạn đó mới 18 tuổi, mới tốt nghiệp hồi tháng 9 vừa rồi, mới vừa thi PTE được 44 điểm luôn. Vấn đề đầu tiên thì lúc nãy mình cũng có trao đổi với bạn đấy, bởi vì nói thật sự thì ngành nào mình cũng nghĩ là nó giống nhau, đúng là cái ngành ví dụ chẳng hạn bạn xin về mảng xây dựng đúng không? Thế nhưng mà xây dựng thì nó tùy vào là cái khu vực mà bạn đi. Nếu mà trong trường hợp bạn đi Melbourne chẳng hạn thì cái ngành xây dựng mình có thể học package là Carpentry Certificate 3 cộng với cả Diploma của Building Construction. Thì cái vấn đề về chuyện đi du học thì tất nhiên là có hai yếu tố như mình nói thôi, một là tài chính và hai là tiếng Anh. Thì nếu mà bạn đảm bảo được tiếng Anh rồi thì bây giờ cái bạn chỉ cần quan tâm là bạn show cho họ cái khía cạnh về tài chính tốt, đủ cover cho cái ví dụ như kiểu cái thời điểm bạn đi học. Đấy, cỡ khoảng tầm 8-900 triệu là ở mức độ tối thiểu. Nên chọn thẳng luôn cái ngành mà bạn muốn làm ấy, bởi vì như mình nói là bây giờ việc chuyển trường nó gần như là không còn khả thi nữa. Và cái này nhiều người không hiểu. Nhiều người nghĩ rằng là thôi em cứ sang đây theo kiểu bếp đi. Thế xong rồi sau đó nếu mà em sai em chán quá thì em đổi sang ngành xây dựng. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ không làm được như thế nữa. Có nghĩa là khi mà em học bếp nó có ba cái chương trình gọi là Certificate 3, Certificate 4 và Diploma. Thì khi nào em phải học 6 tháng cái diploma, cái bằng cuối cùng đó, sau đó em mới chuyển trường được. Mà 6 tháng của bằng diploma thì coi như là học hết khóa rồi. Đấy. Dạ. Thế nên là nếu mà em đã dự kiến là đi theo anh Tâm, bên anh Tâm làm về xây dựng thì cũng rất là lớn. Đấy, có rất là nhiều các cái dự án, rồi cũng có rất là nhiều khách hàng công việc ở trong Melbourne. Thì nếu mà em đã dự kiến là đi theo anh Tâm thì nên xác định là nộp các cái ngành về xây dựng luôn, làm nộp hồ sơ học carpentry cộng với cả học building construction hơn. Mình vẫn có thể giải thích được cái hướng quay trở về dựa trên cái building construction của diploma đấy, thay vì là học carpentry alone đấy. Chứ đi các cái ngành khác thì nó sẽ không có lợi đâu. Bởi vì các cái vấn đề không phải là ngại khó ngại khổ, mà là nếu mà bây giờ mọi người sang, mọi người đưa ra một cái quyết định và mình cứ phải đi theo cái quyết định đấy hoài luôn á, và để thay đổi nó thì phải mất 2 năm chẳng hạn. Đấy, giống như bạn nghĩ là xin ngành bếp thì nó sẽ dễ, nhưng mà sau khi xin ngành bếp xong sang đây học 2 năm, bắt đầu bạn mới lại phải quay trở về ngành xây dựng, thì lúc đấy là mình cũng đã tốn 2 năm rồi, đúng không? Trong khi đó nếu mà sang được thì mình đi học thẳng ngành xây dựng luôn. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, em thấy em hỏi về cái ngành sửa chữa ô tô thì nó có khả quan không ạ thầy ạ? Sửa chữa ô tô thì cũng là một ngành tốt, thế nhưng mà mình nghĩ là sửa chữa ô tô nó có một cái khía cạnh khó chịu hơn trong cái việc xin định cư. Cái này là mình nói dựa trên kinh nghiệm của cá nhân mình quan sát, là bởi vì sửa chữa ô tô thì bên này các cái gara nó có hai hình thức. Một là dealer, dealer là có nghĩa là những cái chỗ mà bán xe hơi lớn, ví dụ như kiểu hãng Ford hay là hãng Honda, hãng Toyota. Đấy, thì dealer là kiểu dạng như thế, thì họ có cái gara để chuyên mà gọi là service sửa xe rồi các thứ, thì những cái chỗ đấy họ không bao giờ bảo lãnh ai cả. Còn cái thứ hai là những cái gara ở ngoài, những cái gara ở ngoài thì ví dụ chẳng hạn của người Việt đi, thì nhiều khi nó lại không có đủ cái điều kiện để họ bảo lãnh. Lý do là có thể bởi vì khi mà làm ở ngoài thì các cái gara thì họ làm được tiền thì họ hay làm theo kiểu tiền mặt, và các cái chủ đấy thì họ làm được tiền mặt thì họ sẽ không có khai thuế. Thì một trong những cái để bảo lãnh là cái tư cách của người chủ bảo lãnh, thì họ phải xem là cái chủ đấy kiếm được bao nhiêu tiền. Thế nếu mà chủ mà họ không đưa ra được là cái cơ sở làm việc của họ kiếm được cái số lượng tiền phù hợp để họ bảo lãnh mình thì coi như là mình cũng không thể được bảo lãnh. Thế thì bắt buộc là chỉ có là phụ thuộc dựa vào là đi đi vùng sâu vùng xa. Đấy, đi vùng sâu vùng xa thì phải đi ngay từ bây giờ. Đấy, có nghĩa là nếu mà bạn muốn đi học cái ngành đấy thì bạn phải đi ngay ở những cái khu ví dụ như kiểu Tasmania, hay là ví dụ maybe Darwin hay là Perth, những cái khu mà nó vắng người ấy, cơ hội xin định cư cái ngành đấy mình nghĩ là nó sẽ cao hơn so với cả đi metro. Nhưng nếu mà bạn đi ngành xây dựng thì bạn đi trong metro hay là bạn đi regional đều có việc cả. Dạ, tại em có xem mấy video của thầy Tâm nói là visa về xây dựng cũng rớt hơi nhiều nên em nghe em hơi hoảng. Rất hơi nhiều thì nói chung là visa thì nói chung cái như mình nói đấy, cái khó là bây giờ bạn sang Úc để làm gì. Đấy, câu hỏi đầu tiên bây giờ bạn sang Úc để làm gì? Học tập và định cư ạ. Thế thì em phải nhìn vào cái hướng định cư ngay từ ban đầu chứ, Dạ bởi vâng. vì nếu mà em đi theo diện visa dễ đúng không, và rồi sau đó em không, cái ngành mà em không thích
hoặc là cơ hội định cư nó thấp, thì rồi em sang vài năm em phải đi về. Thế thì nếu mà trong trường hợp như thế thì thôi, ở Việt Nam ngay từ ban đầu anh nói thẳng mọi người phải nhìn cái bài toán chiến lược, là cái người mà tư vấn không có tâm thì ôi em thích học ngành gì, em thích học ngành này đúng không, ôi ngành này đi được, ngành này ở lại được, nhưng mà vấn đề là họ chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cái cơ hội ở lại với những ngành đấy có thể không có. Trong khi đó cái ngành mà ở lại được thì tất nhiên mình phải thể hiện ra được là mình thích ngành đấy như thế nào. Còn mình nói thật với cả mọi người là cái chuyện rớt visa đi theo ngành á, nó có thể là một cái mà chúng ta kiểu thấy có một vài người rớt cùng cái ngành đấy thì mình lo. Thế nhưng mà các cái ví dụ chẳng hạn visa mà mình thấy mình làm về carpentry chưa có hồ sơ nào tạch, nhưng mà visa mà làm bếp thì thi thoảng đấy, không phải thi thoảng, mình làm năm vừa rồi có một hồ sơ đấy, nhưng mình nói là cái bạn gia đình mà có ba con mà chỉ có 1,2 tỷ đấy, thì bạn đấy tạch. Trong khi đó cái bạn mà cùng quê Hải Dương thì bạn kia có 900 triệu thôi, nhưng mà đi học carpentry ở trên Adelaide, South Australia thì lại đậu visa. Thế nên là in a way thì cái quan trọng nhất là nằm ở cái khía cạnh về mặt giải trình. Thì khi mà mình đưa ra cái, mình nộp cái visa đấy á, thì mình phải đưa ra cụ thể cái lộ trình là mình sẽ học xong và mình sẽ quay trở về nước như thế nào, đúng không? Và tài chính gia đình nhà mình có những cái gì, trình độ tiếng Anh ra làm sao, câu chuyện tại sao mình thích cái ngành nghề đấy. Thế nên là nếu mà bạn đã thích cái ngành xây dựng và bạn nghĩ là bạn muốn đi theo nó, gắn với nó vì nó có hai yếu tố. Một là cơ hội định cư, hai là lương cao, đúng không? Đấy, dễ kiếm việc thì nên nộp cái visa đi theo cái nhóm ngành đấy luôn, chứ không nên nộp đi theo cái nhóm ngành khác mà bạn nghĩ là nó dễ đậu visa hơn, nhưng mà xong rồi sang đây lại không thích thì mình không đổi được. Cái bạn mà hồi trước mình làm visa mà bạn nó không đậu cái xây dựng á, mình nghĩ yếu tố quan trọng là bạn nó học cao thắng mà học về bên sửa chữa ô tô. Nhưng mà ba bạn đó thì là làm về lót gạch, ba bạn đó làm về đá marble rồi làm về nhà bếp rồi này nọ, thì bạn nó thích theo cái ngành của ba, mà hồi xưa thì lỡ cái học cái ngành kia rồi thì giải thích thích không có đạt nên tài chính thì không thành vấn đề rồi thì rớt, nhưng mà bạn nó cũng làm lại hồ sơ tiếp à. Trong cái yếu tố mà làm lại hồ sơ thì mình cũng vẫn nên chọn đúng cái ngành đấy thôi. Em cũng làm với cả một số các cái sub agent, họ cũng hỏi ý kiến khi mà họ phải đưa ra cái giải trình, và họ bảo là ví dụ nếu mà trước đó xin visa học ngành này mà trượt, bây giờ nếu mà mình đổi sang ngành khác và mình xin lại visa có được không, thì không ai bảo là không được, nhưng nếu mà trong thời gian ngắn, ví dụ khoảng 3 tháng 4 tháng mà xin visa lại thì vẫn nên xin đúng cái ngành mà mình vừa mới bị trượt, bởi vì nó không phải là đi theo ngành mà nó đi theo cái gọi là bạn ghi ở trong cái giải thích là bạn sẽ học tạm thời và rồi sau đó quay trở lại Việt Nam. Thế ví dụ cách đây nếu mà mấy tháng bạn vừa bảo là tôi rất đam mê ngành này, tôi sống chết vì nó, tôi yêu nó lắm, học xong rồi tôi sẽ về Việt Nam để tôi mở công ty này kia, thế xong rồi trượt visa 3 tháng sau bạn lại bạn lại đổi ý bảo thôi tôi đi học ngành khác thì Thì rõ nó ràng kỳ quá. nó sẽ kỳ, đúng không? Đam mê thay đổi trong vòng vài tháng à. Mà Cái đấy, vấn đề đấy đó là là bạn bạn xem coi sao, chứ bạn đam mê cái ngành hay là bạn đam mê cái visa cho bạn qua tới đây để bạn đi làm thì nó khác rồi đó. thế nên là nói chung là cứ giải trình kỹ lại một chút, và đôi khi nói chung là nhiều khi mọi người cứ nghe người này nghe người kia nói, in a way tất nhiên ai cũng vậy đúng không, thế nhưng mà cái thì mình nói thật là nhiều khi mình nghe người ngoài nói mình cũng không biết được hồ sơ của họ, người ta nộp những cái gì đâu và người ta viết cái gì cụ thể ở trong đấy. Thế nên là thành ra thì thôi mỗi cây mỗi nói chung là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thường thì khi mà mình làm hồ sơ thì mình sẽ tổng hợp lại hết các cái hồ sơ trước khi mà mình gửi giải trình đi, mình cũng gửi giải trình cho các bạn xem trước để biết là ví dụ trong đấy mình viết những cái gì. Tất nhiên là bình thường thông thường thì là khách phải tự viết. Lý do tại sao khách phải tự viết là bởi vì khách tự viết thì nếu mà có trượt thì là do khách chứ không phải là do người nộp. Đấy, nhưng mà mình thì tính của mình khác, thường thì mình sẽ ngồi viết cho khách luôn. Và mình sẽ phỏng vấn các bạn, mình hỏi các cái thông tin rồi mình sẽ xây dựng cái giải trình đấy để làm sao cố gắng là nó đạt hết tất cả những cái yếu tố mà bộ di trú đưa ra. Còn nếu mà trong trường hợp nếu mà không được nữa thì rõ ràng cái đấy không ai có thể tránh được, đúng không? Đấy, bởi vì một khi mà họ đã muốn từ chối dựa trên các cái yếu tố còn lại rồi thì họ sẽ từ chối. Đấy, nhưng mà trong cái viết giải trình đấy thì nó sẽ có những cái điểm mà chúng ta cần phải đề cập. Đấy, thì cái quan trọng nhất là xây dựng cái giải trình làm sao nó thành một câu chuyện. Đấy, ví dụ là bạn sinh ra ở đâu, bạn lớn lên ở đâu, lý do tại sao
gia đình bạn như thế nào, tài chính như thế nào, có bao nhiêu sổ, những cái sổ tiết kiệm đấy là từ đâu, ví dụ tại sao bạn thích học ngành này ngành kia đấy. Thì ví dụ chẳng hạn như cái bạn mà học carpentry, học mộc đấy, thì gia đình bạn ấy làm nó thật là thu mua ve chai ấy. Thế nhưng mà mình lái cái yếu tố thu mua ve chai đấy lại thành ra như kiểu là thu mua ve chai từ các cái cơ sở, từ những cái gọi là nơi xây dựng quanh thành phố Hải Dương. Đấy, gia đình bạn ấy đăng ký vốn điều lệ có 50 triệu ạ. Thế xong rồi mình cũng giải thích là bây giờ vì gia đình có cái điều kiện kinh doanh như thế, làm và thu gom vật liệu phế thải xây dựng rất là nhiều, trong đó có rất là hay sử dụng gỗ. Đấy, thế nên là khi mà thu gom về thì bạn ấy rất là suy nghĩ là không biết làm sao để bảo vệ môi trường và tái chế sử dụng lại những cái gỗ đấy. Thì bây giờ bạn ấy muốn học cái ngành carpentry để về bạn ấy có thể tái chế lại cái gỗ đấy, làm ra thành những cái hình thức bàn ghế mà nó gọi là hiện đại, giống như những cái như kiểu của IKEA, có thời gian sử dụng ngắn và dễ lắp ráp. Đấy, chưa kể là bạn ấy muốn sử dụng những cái đấy lại để có thể sau này làm những cái gỗ ép để có thể lót sàn và các thứ. Thế xong rồi đấy, thì có nghĩa là mình phải xây dựng ra một cái câu chuyện mà mình phải thực sự là nghiên cứu về cái ngành đấy, xem nó liên quan đến cái gì như thế nào. Còn nếu mà nói chung chung, ví dụ em thích cái ngành này lắm, em thấy nó rất là hay rồi các thứ, thì như người Việt mình đúng không, Việt Nam mình mà nói về mộc thì làm cái gì đấy, đóng bàn đóng ghế chứ đâu có cái tính ứng dụng gì cao đâu. Đấy, nó không giống như kiểu Úc, bởi vì là Việt Nam mình xây nhà bằng bê tông các thứ nhiều, còn bên này thì nó mới sử dụng gỗ hết các thứ. Thế nên là nếu mà mình không biết cái cách lái cái câu chuyện đi, hoặc là sáng tạo ra một cái câu chuyện để làm sao nó phù hợp với cả cái xu hướng phát triển của đất nước, thì nó sẽ khó để mà thuyết phục người ta cấp cho mình cái visa.